nữa đó. Còn cái giờ đường đi của anh. Đổi mặt mày á. Hello chào anh em nha. Hôm nay mình làm một chuyến đi săn đây. Hôm nay thì mình đi săn với Toàn và anh Dũng. Thì giới thiệu anh em, đây là anh đội trưởng đội chích cá. Đây là anh quản gia. Tất cả là mà ăn ngon hay dở, là no hay đói là nhờ anh nha. Buồn á thì do ăn no, mà mình vui thì ăn no, mà buồn thì nhịn đói. Đây là đội trưởng đội gắt lửa. Tất cả mọi người vụ cháy gì là phải liên hệ tới ảnh nha. Hôm qua có con cu một mà bắt không được. Sợ, thà cu về rừng. Dẫn động cho cái bít cái đai nó lên cái lớp chứ rồi. Hy vọng hôm nay nhiều clip hay cho anh em xem. Anh đội trưởng đội cao mũ. Đang đi đổ xăng. Hôm nay chạy cho hơn. Hôm nay tập dục có giảm mỡ. Chưa gì ăn cơm mới ngon được. Hy vọng hôm nay sẽ có nhiều clip hay cho anh em xem. Mong anh em ủng hộ mình nha. Let's go. Cho con của Toàn tiền kỹ nha anh em. Thắng mới sáng sớm khai ná làm được em nhang với em cua hả? Đây. Ủa, bể cái đầu nhỏ luôn. Nát luôn. Nó nát cái đầu nhỏ luôn. Cầm đó. Mày. Từ ghê chứ coi. Còn nhang nữa hả? Quá, quá, quá ghê gớm rồi. Gọi giống tôi phở rồi. Để em nhầm chở cho bắn. Đấy, để nhầm chở cho. Ôi ôi, xém xém. Gãy giò thôi. Gãy giò, con nó gãy giò, gãy giò, gãy giò. Gãy giò là. Ôm bìa, ôm bìa. Anh Dũng, qua đây cho anh Dũng, nhìn đầu qua đây rồi. Ui, chạy, mũi cho bá. Con này chạy đi đâu? Má chạy dưới đây. Rồi, nín đâu vậy? Chưa thấy đâu. Rớt. Rớt. Ê, nó con, nó chạy đất rồi. Chưa. Chưa. Rồi. Nó chạy xuống á Dũng, ở bên anh nè. Ê, có chuyện. Muốn vui cái đầu nó còn sống á. Ồ chết rồi, là phải chết luôn rồi. Đây anh em. Bốn anh em mình mới hạ được một con sóc. Nãy. Cái hả? Nãy. Ồ. Quá hợp. Chạy gì? Làm sao giúp coi. Ủa. Nó chạy nhanh được mới thấy nào đây à. Mời qua cái tới xuống dưới đó rồi. Hay là hai con? Không có con. Cách cái thời gian anh chạy tới đây là đi tới đâu luôn đó chứ. Em đầu tiên anh em ơi, tiếp tục let's go. Với bác Dũng đang phát hiện một em sóc. Đâu rồi? Đó. Rớt. Một em sóc bông nhưng mà nó là sóc con. Sóc con. Thôi này sóc này bữa. Bữa tha nó. Bữa tha nó. Không phải. Bữa bắn. Hả? Không, bữa con anh gặp á. Thắng mới hạ thêm em nữa nha anh em. Này nó quá ghê rồi anh em ơi. Này ba anh em mình đi điểm sóc cho thắng rồi.
mình nó làm hai con rồi, mình làm hai con rồi. Ờ, quá dữ, quá dữ. Bự con này con cái. Ờ. Giờ này ra đó. Cô này Thắng làm hai con nha anh em, hai em sóc. Này mà Thắng bắn tốt quá. Cái con này gửi. Con này nuôi con xong rồi. Được, được, được. Được. Phát phục bể đầu. Rồi tiếp tục let's go. Rồi, rồi thấy rồi, thấy rồi. Nó bên em á Toàn. Nó bên em á. Nó bên đó đó, đang ôm cây thân. Nó ôm thân cây bên đó bên em á. Rồi. Một em nữa. Quá ghê, quá dữ. Nay hai cha con rồi Toàn bắn quá tuyệt vời nha anh em. Được cái được hả? Được thì được. Không, con cuộn Thắng nó dí, nó dí nó chạy đây nè. Ờ con cuộn Thắng nó dí nó chạy vô lên đây, nó qua đây nè. Ờ còn con anh em mình thấy nó chạy xuống dưới rồi. Ờ nó chạy xuống dưới rồi. Rồi tiếp tục let's go anh em, con thứ tư. Con thứ tư ngày hôm nay rồi nha. Hay đúng không Toàn? Nó chưa. Rồi. Toàn mới hạn con sắp nữa nha mọi người. Mình chưa kịp bật cái máy quay đúng không? Là nó rớt rồi. Chưa kịp bật máy quay là nó rớt rồi. Không phải bắn đi chứ ngưng gì. Phải bắn đi chứ. phải bắn đi chứ. Đây nè rồi. Em thứ 5 nha, sắp được như con này sắp tơ. Dạo dạo vô mấy cái bụi tre này xem có con nào không. Có con nào mình mình dí mình bắn cho anh em xem nha. Anh em mình dí sóc bắt sống luôn chứ nó không có phải bắn nha anh em. Bắt sống luôn. Nè, toàn hiền tỷ bắt sống luôn. Không cần bắn gì đại nào. Cái gì nó vào nha. Đó, bắt sống luôn. Có ai muốn nuôi không? Đây, bắt sống. Ủa trời ơi nó bự rồi. Ủa trời bá luôn. Đó. Đâu cần phải bắn chi đi nuôi không? Nuôi không? Thôi á. Đem về đi cho. Ba hộp chui với rút hả mày? Tù ghê. Bữa mình bắn con đực đúng rồi. Đúng rồi, bắn hết con đực. Trời bá con này. Qua đây. Rồi thì nè, em thứ 7 rồi. Em thứ 7 rồi. Nó đi mất 17 con á. Mới có đi có xíu 17 con. À, đại ca đang kiếm thêm con nữa hay gì. Ê, cu người Thắng. Hả? Mời cái cây. Con. Con này về sao? Con dưới đây, con dưới đây. Ủa, số mày chưa chết. Số chết. Rớt rồi, rớt. Quá hợp bay. Bay cả mấy chục mét nó mới rớt rồi anh em ơi. Có đây nuôi không? Có nuôi không? Nuôi thì mang về nuôi còn không? Mang về nuôi Toàn ơi. Mang về nuôi đi. Bỏ trong cái túi nó đâu có chết đâu. Ừ, dễ, cái túi nó dài lắm. Nữa lên.
đi đi nữa lên, nữa đi, nữa đi. Bay xa gì là mình bắn vào cái bóp, thấy chưa? Mình làm sao mà sống nổi. Anh làm thấy không? Bay bắn một cái bịch từ lúc đó mà bay qua tới đây nó mới rớt. Đúng rồi sao? Ừ, xuyên luôn tới lưng luôn rồi. Bay hết nổi, chịu hết nổi. Bay rớt thôi. Bơi bơi vậy, bơi ra về rồi tiếp tục đét luôn nha anh em. Để nó bắn đi, bắn đi thắng ui. Sượt sượt cái đầu đó. Rồi rồi, coi chừng nó xuống bụi tre. Được. Thắng lại hạ thêm một con nữa nha anh em. Hôm nay là mình đi lượm sóc cho Thắng. Đây, em thứ 8. Em thứ 8 nha anh em. Được cái. Một con này sao nhỏ vậy ta? Tơ nha. Được, được tơ anh em ơi. Em thứ 8. Ồ ghê thì. Quá tuyệt vời anh em. Rồi tiếp tục let's go. Ơi, con trai, anh Dũng, hả nó, bo gì bụ cho bá không con nhỉ? Bà Dũng, quý bà Dũng, làm phát đi. Đó, đó, đó. Đó, đó. Rớt, cụ cha, ghê chưa? Ghê làm sao mà chịu nó. Cái bịch nữa à. Ê, làm phát nữa. Dũng luôn. Bự chứ cũng được chứ, tơ từ từ tơ từ cái đuôi là thấy tơ, cái đuôi chưa khỏe hết nè. Nè cái này nhỏ bằng cái con nãy anh Thắng bắn. Mới chín em à, mới có chín chú à, là không chú nữa chơi chẳng mới có chín chú à. Không, cái này sắp nhỏ nhỏ mà này vậy là làm kỹ kỹ nước chứ không là nó con nhỏ nhỏ. Ừ. Mới ra. Mới ra. Ra đàn. Nó mới ra đàn. Chính em. Kiếm em nữa cho tròn chụp về. Anh em. Rớt, rớt. Một viên rồi đó. Một viên rồi đó. Rồi. Rồi đeo lên nữa rồi. Một viên rồi. Ồ gãy cái giò sâu vậy. À, hai viên. Anh Dũng ra đây anh Dũng. Thôi nó rớt rồi, nó đâu có chạy nữa đâu. Ồ ra đây kết thúc phát ơi. Ôi nó chạy xuống nó còn mạnh lắm á. Nó đang chạy xuống. Nó còn mạnh lắm. Ôi nó chạy lên nữa rồi. Trên ngọn cây nè. Đó. Đó đấy. Đâu.
qua đây mới thấy anh Vũ, qua đây bắn mới được nè. Thấy Vũ á. Giờ nó chịu trận rồi, giờ nó nằm trên đó rồi, nó không có. Giờ nó chịu trận rồi. Dễ dầu nó xuống cho. Đó. À. Kìa, giờ nó đâu nó ôm luôn rồi. Bắn nghe nó rớt rồi chứ giờ nó. Nó không có đâu đâu. Giờ nó đâu nó nằm đó rồi. Ừ. Rớt. Ờ ừ, rớt rồi nó rớt rồi. Đó. Đất đất. Trời nó mập. Trời nó mập. Ôi. Trời nó mập. Con đất. Sốc đất mà. Mông đồ kia kìa. À. Con này. Má một lù ăn đều biết. Rồi. Tiếp tục let go nha anh em. Trời ơi cái đùi. Cái đùi. Cái đùi. Ờ ảnh có con nào ngủ đẳng không? Rồi hello anh em nha, bây giờ mình về tới nhà. Bây giờ mình quay cái thành quả ngày hôm nay cho anh em xem nha. Đây, anh em xem coi, hôm nay là idol của mình đây hôm nay nè. Mình đi lượm chim sóc cho thắng không anh em ơi. Hôm nay mình thắng bắn chắc phải 4-5 con, 6 con gì á. Ôi trời ha, coi chừng con kia nó còn sống cái nó phi thân nó nhảy nha. Nó chạy là mệt luôn á. Rồi đây coi. Đây. Anh trên đó nó nhảy ra. Chắc. Con nó 7.000 nó mới ít đâu. Đây. Mất đứng rồi mấy con đó. Mấy con? Một con sáu. Hai. Con. Ba. 4. 5. Xuống dưới. Đó, xếp nối 6. 7. 8 9 10 sóc anh em ơi, 10 sóc. Một nhang và 10 sóc một nhang. 5 chim. 10 sóc một nhang 5 chim. Đó nha. Đó, thành quả của anh em hôm nay ở đây. Rồi, quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Video tới đây là kết thúc rồi. Anh em có hay ủng hộ mình một like, một cái đăng ký kênh để mình có động lực làm thật nhiều video khác cho anh em xem nha. Rồi, chào anh em. Chào anh em đi, chào các bạn, cô chú với con. Chào anh chứ. Rồi, ok.